Pyjama cánh dê em còn bộ Dior. Pyjama cánh dê nhà em còn bộ Dior thôi à. Nè, bộ Dior này chế 85.000. Hôm nay không có về một mẫu pyjama cánh dê nào luôn á chứ ơi. Ngày mai về cho em nha mọi người nha. Ngày mai là về pyjama cánh dê quần đùi quần dài luôn. Em còn phát sale 79.000. Em còn phát sale thôi nha chứ ơi. Trời, mấy chị phải để cho em lên một mẫu siêu phẩm mấy chị ơi, đẹp cực kỳ luôn, hứa với mấy bà luôn. Đây nè. Chưa bữa nào về bông luôn, bữa nay về cái mẫu bông ưng quá trời ưng. Bữa nay về bông ưng quá trời ưng luôn nè mấy bà. Trời ơi mày ngủ quá trời luôn mấy ơi á. Bà đợi tôi lên đủ màu đi. Cũng ngủ ghê. Ê nó nghe nè. Mặn bé nãy du duyên thiệt, nó mới lên cái like mới luôn á. Em chốt rồi, Yến chào em chốt rồi. Trời ơi, tôi lên tôi giấy rồi không má không mua má. Nó ruby đặn. Thiệt luôn, cái chén bà ghê luôn, lên không chịu lấy đâu. Đây bộ cánh dơ nè mấy bà ơi. Bộ cánh dơ 85.000 giùm em. Cánh dơ tới lâu nè, biết còn mẫu nào ta. Còn màu gì ta. Bộ cánh dơ này đẹp xỉu luôn. Đây còn hai màu. Bộ đang mặc em chốt rồi chị Yến tròn, đợi em xíu em chốt cho bà rồi đó. Rồi ok chưa? Rồi qua mẫu ha. Lên lại cái bộ đang mặc lần nữa em qua mẫu cho mọi người nha. Nè nó thiệt cái bộ này có 65.000 mọi người mà nó đẹp lắm. Mặc sướng lắm luôn á, mát rượi à, có 65.000 thôi nha mấy chị. Rồi em lên màu nè. Nè cái màu xanh này đẹp ghê luôn á. Trời ơi cái màu xanh này đẹp xuất sắc luôn nè. Đó, xanh. Em đang mặc là màu hồng, màu đen, màu vàng, màu nâu tây giùm em thôi nha mấy bà chế nha. Rồi, có như đây màu thôi. Giá bộ này 65.000 bộ giùm em. Ai thích màu nào chúc em màu đỏ luôn. Cái bộ này đẹp ghê luôn á trời. Bộ rin ngố của em nó tiêu trời. Rin ngố để em xíu nha. Em nói nghe nè mấy bà ơi, bộ này em còn một bộ nè, 85.000 nào, nó chị nào chưa có hốt cho em luôn cho nó hết luôn. Đây, em còn đúng một bộ duy nhất 85.000. Xinh lắm luôn. Một em duy nhất 85.000 nha. Thôi bị đẹp luôn. Xuất sắc chưa. Rồi lên tiếp giùm em. Tiền mở lấy bộ này luôn ha, 85.000 luôn nè. Mấy chị nhớ chia sẻ like cho em nha mọi người. Trời ơi nè. Hồi nãy em ai lấy cái bộ này màu vàng hả? Màu vàng hả bảo? Bộ cổ yếm á. Nè, bộ cổ yếm nè. Áo khoác đợi em xíu. Nè, bộ tấm cám nè. Hồi nãy em bên cái phiếu đâu mà trời. Em sợ quên bên cái phiếu đâu mà. Bộ cổ yếm nha, mấy chế còn màu hồng nè mọi người. 49.000, ừ. Ôi lộn, 59 đi, 49, 59.000. Cái bộ đó yên tâm đi, từ 40 tới 60 kg nha, giùm em nha. Rồi em biết rồi, lát hồi em like, em đăng xong đăng liền cho. Rồi bộ này còn một bộ mấy chị ơi, sale luôn cho mọi người 49.000 cho nó hết luôn đi ha. 49.000 màu hồng giùm em luôn nè. Để em sale chỗ này cho nó gọn gọn. Rồi em lên bông nha. Lên bông xong lên đóng thun cho mấy chị được không? Chết mẹ rồi, sao nó không vô pin hay sao, nó vô pin chậm lắm luôn á. Nãy giờ nó thấy tuột pin không à. Ồ cái bộ này bao đẹp luôn nè mấy chế ơi. 95.000 một bộ cho em nè, đẹp lắm. Có nghĩa là nó đang vô pin nhưng nó rô rất chậm. Hiểu không? Chứ mẹ nó không vô mà nó vô nó hiện lên nút vô nhưng mà nó vô chậm lắm, nó tuột pin không à. Bộ em đang mặc còn đủ màu chế. Đây nè. Màu xanh, màu đen, màu hồng, màu vàng và màu nâu. Cái bộ em mặc đẹp lắm luôn á cả nhà nhìn giùm em nè. Xinh cực kỳ xinh luôn. Áo là áo rất tốt nha, vải gân, vải lạnh giùm em luôn. Ok em. Ok. Trời ơi má ơi cái bộ nó đẹp. Em phải nói cái bộ này là cực phẩm của em luôn á cả nhà ơi. Trời ơi 95.000 một set, em thề luôn em không ngờ là nó đẹp được như vậy luôn á.
lấy màu vàng da em xem. Bộ đang mặc màu đen chị Nhung Xoăn. Đợi xíu em lên cái set hoa cho mọi người coi. Set hoa 95.000, trời nó đẹp, em nói thật sự nó khủng khiếp luôn. Không ngờ cái giá 95.000 luôn á. Cái hàng này em được bán trăm mấy không luôn á cả nhà. Bộ đang mang cái màu nâu cho Ruby Đặng nè. Bộ em mặc có 65.000 mấy chị ơi, bãi đã lắm luôn. Em thích cái quần lắm mấy chị, cái quần mà nhúng nhúng kiểu vàng nè mấy chị, gái Thái đang hot quá trời luôn. Đẹp lắm, màu vàng nè. Đó. Em lấy bộ cánh dơi màu đen 85 hồi nãy. Em lấy bộ cánh dơi. À bộ cánh dơi hồi nãy là màu xanh đen nha cưng, màu đen nha. Xanh đen giùm chị Nhi Tạng ơi. Rồi bà ánh nắng mang mai lấy màu nào chốt giùm em. Rồi lên cái này đi, khỏi nói nhiều nè. Tập trung chuyên môn lên siêu phẩm mấy chị em ơi. Rồi vàng em đến rồi đi. Để làm chi để rồi đem. Lên thùng giấy đi chị, quần riêng ngó má rồi. Để giờ tôi lên, bà đợi tôi chút xíu với bà. Để tôi lên mà không chịu lấy, bây giờ mà phải đợi em chứ. Ồ cái này nó đẹp dữ vậy trời. Hết bơ rồi chị ơi. Hết bơ rồi. Ok Nhi Tạng, chị thấy chị quăng cho cân rồi đó. Cho này mặc đẹp. Nè mới là về mới là chịu khó đang dây lại giùm em cho đẹp ha. Chịu khó đang dây lại giùm em cho đẹp. Quá xuất sắc luôn mọi người. Trời ơi cái form em nó thiệt sự luôn, đỉnh cao luôn nha mấy chị. Nè mấy chị em coi giùm em ha. Cái lưng thun nè mấy chị nè. Hai nút giùm em luôn. Đằng sau lưng là bo chun ha. 58 cân độ lại mặc đẹp giùm em luôn nha mọi người. Quần là có túi với bà chị ở đàng hoàng luôn ha. Rồi bộ này giùm em xỉ giùm em là 70-80 lẻ là 95.000 một set. Set hoa quần dài siêu đẹp em lên màu. Nó ngồi nó đẹp xỉu luôn á trời. Trời ơi trời con này mới chơi màu đen nè. Chu cha ơi. Đẹp quá luôn. Túi với mấy bà luôn. Trời ơi mấy chị coi ơi. Má ơi coi nè. Trời ơi. Em hết rồi chị Võ Như Ngọc ơi, vừa like xong hết rồi chị. Màu đen, màu vàng, màu hồng, màu xanh. Trời ơi Huệ lấy cái này về bán Huệ ơi, đẹp quá rồi. Lâu lâu mới có hàng thiết kế mà đẹp xỉu như vậy luôn. Áo cho em là hàng mút ngực. Áo là có mút ngực nha mọi người nha. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Trời ơi cái quần này mấy chị. Hai nút cho em nha mấy chị ơi. Dán quần tay luôn bao đẹp đằng sau lưng bo chun. Quá là xinh xịn sò luôn rồi. Màu vàng, màu đen. Đẹp quá. Màu xanh đang mặc và màu hồng giùm em. Cái bông nó đẹp ha mấy chị ha. Cái bông nó xinh ghê luôn á. 95.000 nguyên một set em đang mặc. 95.000 cho em nha mấy chị nha, nguyên một set đang mang luôn. Xỉu luôn á thiệt á. Ở quá rẻ luôn nha mấy bà nha. Anh comment anh ghim giùm em cái anh. Set hoa nè. Set hoa quần dài 95. Ống rộng. Ống rộng mấy cô gái, ống rộng giùm em. Rồi chốt ít. Không chốt kịp là hết hàng gán triệu. Em lấy đen cho Tuyền nè. Còn pyjama em đợi chút xíu cho lên liền cân. Còn pyjama lên ta lấy gì ta? Pyjama lụa satin nha. Bộ này rất là đẹp luôn em nói thiệt luôn á. Tôi phải lấy đủ màu. Hồng 95 chị Ly Giao. Ly Giao hồng. Còn 3 thôi nha. Còn 3 Nghĩa ơi. Rồi còn một set đang mặc hết hàng. Set xanh chuyển tròn. Rồi hết luôn. Đẹp quá. Cái này là hàng lụa mấy chị ơi, cái này hàng đẹp giùm em cho mọi người nha. Hết rồi chứ ơi. Đẹp quá à. Mấy vừa rồi em về thi mấy chị, còn sách em hết rồi. Đẹp ghê ha. Em thấy nó sang quá trời sang luôn cả nhà. Rồi cái này hàng lụa giùm em.
Trời cái quần nè trời. Bán ý kiến luôn không? Trời ơi, không rảnh nói tặng luôn chứ khỏi bán chứ. Có một cái à, truyền từ đời này qua đời kia. Biết sao không, em phải ủ cái kiến lên không? Em xin em đẻ em bé xong á, em bị rụng tóc rồi mấy chị. Tóc con nó ra lộn trộm là nhìn cái đầu nè mấy chế. Bình thường là có cái bát ở đây nó dài dữ lắm. Mà nay cái bát nè mấy chị, tao nói thiệt luôn á, mang nhục quá trời nè, coi nè mọi người. Giống đường ong không mấy bà? Thấy không? Có cái bát nè. Thiệt luôn á. Đó, bình thường là cái chỗ này bát em dài lắm nha. Mà bây giờ nó le que nè mọi người. Coi xin em bé xong nè mấy chị thấy không? Nó rụng tóc nè. Tóc con nó mọc nè mấy chị. Lộn chà lộn trộm. Phải gắn cái kiến lên nhìn che lại bớt cho nó fashion. Thiệt luôn á. Em lên pyjama lụa. Bộ lụa này giá hơi cao mấy bà ơi. Bộ lụa này giá hơi cao nha. Nhưng mà em sẽ bán rẻ cho mọi người, cho mọi người mua về mang cho đẹp nè. Xỉ cho em bộ này là 76.000. Và lẻ bộ này với bà chế em bán cho bà chế 89.000 một bộ thôi nha. Xỉ 76 và lẻ em bán cho bà chế 89.000. Được chưa? Không phải cánh dơi, cánh thường. Nhưng mà cái vải thì rất là đẹp luôn. Vải cực kỳ xịn sò và màu rất là ok. Đó. Đây nè, màu đen nè. Em uống thuốc giảm cân đó bà ơi. Màu xanh nè, màu vàng nè. Rồi cái này mấy chị chốt em là màu hồng nè. Cái này mấy chị chốt em màu hồng cam đi nha. Màu gì ta? Hồng đi. Hồng đi, rồi cái này hồng nhạt đi. Đó, được không? Rồi xanh đen, xanh đậu, đỏ. Rồi lên form bộ này với bà nè. Bộ này đẹp lắm. Pyjama 85-89 ngàn một bộ ha. Sao hả? Trời dễ gì bạn, dễ gì làm. Ngại chết. Băng đô nó mất tiêu rồi trời. Bận của đồ ở nhà mà đeo cái kiến nó kỳ. Đeo này lên nè. Cho nó thành. Trời ơi cái tóc của nó mắc cười quá à. Rồi bộ pyjama mặc ở nhà giùm em, quần có túi luôn ha mấy bà. Bộ này thì lên nhanh với bà thôi. Cái này mẫu gọi là huyền thoại rồi mấy chị ơi. Ngày mai trời, cái bộ đó ngày mai về hàng giùm em nha. Màu hồng, màu đen, màu xanh, màu vàng. Rồi hồng, em đang mặc rồi, hồng đậm, hồng nhạt. Cái lại xanh bơ, xanh đậu hết. Rồi còn lại mang cái này luôn, có đỏ nữa nè. Bộ này lên nhanh nha bà, 89.000. Trời ơi, bà thấy đẹp không? Cái tóc là tóc phong thủy của em á mọi người. Mà tạm nay mới gội đầu về. Mấy bữa là tại vì tóc bết quá đó mấy chị, xẻ ra chính giữa thôi, tết tóc vô cho nó gọn gàng. Mà nay là gọi là mới gội đầu về, tóc bồng bềnh nha mọi người, nên là xả ra. Em hề quá hả? Ồ, em lên cho bà chứ cái bộ này đẹp nè. Sáu này đi lên áo kiểu, em áo thun cho. Áo thun Mickey. Anh gom cái áo thun Mickey đó qua cho em ơi. Đây nè. Cái này đẹp nè Hạnh Lê ơi. Trời ơi nè. Rẻ luôn. Trời ơi trời, 49.000 bộ mấy chị ơi. 49.000 giùm em luôn ha mấy bà chế ha. Adidas 49.000. Xuất sắc không? Rồi xỉ cho em có 36.000 thôi mấy chế. Xỉ 36 lẻ 49 giùm em. Đó, 49.000 bộ màu xanh nè. Màu xanh, màu hồng. Sống này em lên sơ mi cho mấy bà nè, quên đưa lên sơ mi nữa nè. Bộ này thì giá rẻ lắm mấy chị. Form cũng to lắm nha mấy bà, form cũng phải 60kg luôn á, đẹp lắm. Rồi, màu xanh, màu hồng cho em nè mấy chị. Em để gần gần cho mọi người có cái họa tiết của nó. Tại vì cái này em vô lên xa á, sợ nó không thấy được cái họa tiết. Bộ này 49.000 nè mấy chị ơi. Bán vừa tặng luôn nè. Trời ơi, màu kem đẹp quá. Đó, màu kem cho em nha. Trời ơi, đẹp quá ha. 49.000 nha mấy chị, đẹp 49.000 một bộ thôi. Quá xinh luôn.
Trời ơi, con màu hồng sen nè bà ơi á. Rồi, dạo này anh đi đắp hết thời rồi, sao quá trời. Nè, vải đẹp lắm nha mấy chị, vải cực kỳ đã luôn. Đó, xịn con này có 36 thôi, lẻ có 49 ngàn dùm em thôi. Cái này nó khác cái mẫu ngày hôm qua nha mấy chị, chứ mà là cái mẫu hôm qua đâu nha mấy bà. Không phải cái mẫu hôm qua đâu, lưu ý dùm em nha. Đây đây, màu đen nè, đẹp quá. Rồi, xinh chưa, 45 ngàn, 49 ngàn một bộ dùm em. À, bộ đùi phải thun cốt tông 100% luôn, rất là xịn sò mấy chị ơi. Màu vàng nè. Đó. Đen 69 cho chị Nhung, 49 cho chị Nhung xoăn. Không hồng, không kem. Cái gì vậy trời? Hạnh lê đủ nè. Không hồng sen nè. Bé Phương không hồng nè. Không hồng không kem mà sao lấy cái gì trời? Bộ ngổ phải không? Rồi ok, vàng lên đây. Cho nari nè. Không hồng không kem còn gì nữa đâu lấy. Giờ còn hồng với kem không à. Còn hồng đậm, hồng nhạt với lại kem. Hồng kem xinh muốn xỉu luôn á. Không hồng sen hả? Vậy còn hai bộ đi ha. Bỏ cho Phương, bé Phương thêm bộ nữa bà. Bộ bé Phương màu dịu được, bỏ qua cho bé Phương cho đủ. Rồi ok, vậy còn hồng sen hết hàng. Cái bà này vậy? Dám kỳ thị màu hồng sen của tôi hả? Phép thuật Queen Uncharted biến hình. Đợi xíu ra biến hình mấy bà ơi. Ba bộ rồi đó em. Gì? Em biết rồi, sáng mai buổi chiều mai nhẫn nó ở thành phố mà. Ở thành phố mà. Chi? Họ quay em trong đóng hay không? Em nói mà. Rồi qua mẫu sơ mi. Ê sơ mi rẻ đẹp nha mấy bà chế. Hồng sen cho quốc dộn. Bữa nay xong, bữa nay blueberry này về màu lạ lắm mấy bà chế ơi. 49 ngàn. 49 ngàn. Rồi em lên pyjama cái nổi mấy chị. Rồi lên quần ngố cho bà gái nào nè. Pyjama blueberry. Ở lộn, sơ mi tay dài luôn, giá quá trời rẻ luôn mấy chị ơi. Đây ha. Đây đây mấy chị. Sơ mi form to luôn có 55 ngàn mấy chị. Có 55 ngàn cái áo sơ mi giùm em thôi. Hàng lụa hơi bị mướt luôn, không bị xù sần xùi nha mấy bà chế nha. Hơi bị xinh giùm em luôn nè. Sơ mi 55 ngàn một cái áo sơ mi giùm mấy chị ơi. Trời ơi, sơ mi mà có 55 ngàn quá rẻ không? Quá rẻ luôn. Trời ơi coi nè. Trời ơi xuất sắc luôn. Thấy bình luận em không? Đơn trước chưa kịp nói bà đi mất tiêu rồi. Đơn này từ từ nha. Ủa cái gì vậy? Còn hàng ở nhà chú có đi nè Nguyễn Kiều Mỹ ơi. Cái đơn hồi nhà hôm nay ở nhà là còn nè. Bữa giờ là chú có đi đâu nha. Rồi ok. Đơn Vân Trương đi chưa chị? Vân Trương có đơn nhà mình không? Không có đơn Vân Trương nhà em. Rồi mắt thử nữa hả? Ủa đẹp vậy mà cũng còn thử nữa hả? Hồng xanh. Rồi ok. Bận thử phải không? Rồi ok thử luôn. Quốc Dũng lên thông tin giùm em nha chị ơi. Trời ơi cái màu xanh này dễ thương quá. Đỏ nè mấy chị. Hồng nhạt nè. Trời ơi cái màu hồng đào đẹp quá. Chốt giùm em hồng đào đỏ. Xanh đen, xanh trời với lại màu hồng giùm em. Trời ok em gái mặc thử cho mấy chị coi nha. Mấy chị hành em quá thiệt luôn á. Nhưng thì thôi em cũng gán chiều mấy chị chứ biết sao giờ. Hồi sáng ai dặn cái quần tây qua mất tiêu rồi. Ghi chữ inbox giùm cái không nhớ ai luôn. Ngọc Lê sao á. Ngọc Lê còn hàng cho mình không? Đi rồi hả? Đi đơn rồi thôi qua hồi lại là chị em. Quốc Dũng ơi có dồn đơn với lại Sam Sam không kìa. Trời ơi hèn chi. Bà kêu tôi cọc đúng rồi má ơi. Vậy tôi kêu bay cọc. Chứ hàng ít quá kêu cọc làm gì. Trời tôi dẫn mấy bà vòng xe Thâm Tân quá trời luôn tôi nói thiệt. Nhắn tin nó trả lời chưa? Chưa trả lời luôn hả?
nản là dòng xe Thanh Tân quá trời, không lẽ không bán thiệt. Nguyễn kêu mày ra đâu hả? Quốc Dụng chung đơn xanh xam luôn rồi kìa. Trời ơi, cái màu áo này đẹp quá. Vân Trường đi rồi. Thì Vân Trường đang đi rồi, chung đơn với lại dồn đơn với lại xăm xam đó. Ủa, ba con Nguyễn Kiều Mỹ ở đâu? Nghĩ hả? Trời ơi, dễ thương quá. Xuất sắc ghê, áo dài cho mấy bà luôn nè mấy bà ơi. Áo dán dài cho em luôn, trời, cái áo sao mấy có 55 nghìn nè mấy chị. Không tin luôn. Tôi biết rồi má ơi, đang hỏi bà ở đâu nè. Đang hận, đang bùi với bà dòng xe Thanh Tân quá trời rồi. Được có mình con bé Ngọc Nguyễn là nó đặt hàng nó còn bớt tào lao một chút. Còn mấy bà kia quá trời tào lao rồi. Bởi vì mấy bà dòng xe Thanh Tân là mấy mốt là bán 5 sản phẩm thôi, không cho lựa nhiều. Cọc đi rồi lựa, quen lại gì cũng vậy hết á, khỏi mất công. Trời dễ thương quá mấy chị ơi. Thiệt luôn mấy bà chế. Xinh ghê luôn á. Ok Quốc Dụng. Áo sơ mi 55 ngàn mấy chị. 55kg, 57kg độ lại mặt đẹp dùm em ha mọi người ha. Cái form áo đẹp ghê không? Đó. Ok chưa? À lấy giờ hồng đào cho Dương Nha My. Hồng đào nè, Dương Nha My, hồng đào đẹp lắm Dương Nha My ơi. Sơ mi đỏ với xanh dồn cho chị Yến đỏ nè. Cái xanh đang mặc cho chị Yến Thi. Ok, rồi em lên màu với chị ơi, 55 ngàn dùm em thôi nha mọi người nha. Trời ơi, vải đẹp lắm mấy người, mấy bà ơi, vải cực kỳ xinh luôn á. Xuất sắc ghê á. Quần tay em đang mặc 75 ngàn, còn được 1-2 con vậy thôi nha mấy bà. Quần tay đang mặc là còn được 1-2 em là hết hàng luôn mấy chị. Đó, sơ mi cho em nè. Đây để em rẽ em gài cái nút lại, em xăng cái tay lên cho mọi người xem. Tại vì cái tay áo á chị ơi, tuy là rẻ tiền nha mọi người, nhưng mà mặc rất là xinh luôn. Đây nè. Trời ơi, cái này nó chưa có gài, có chưa có gỡ, cắt cái nút kỹ á mấy chế. Cái màu xanh này dễ thương quá à. Ai? Yến Thi đi đơn rồi, cái này đơn mới hả? Yến Thi cái này đơn mới cho em nha. Yến Thi ơi, đơn cũ đi rồi chế yêu. Rồi em lên màu. Sơ mi đỏ xanh. Đọc thì không hết, đọc hết mà còn hỏi. Rồi em có màu nha mấy bà nha, lên màu nè. 55 ngàn. Sơ mi này đẹp ghê luôn á nè. Xanh lạ giùm em luôn. Hồng đào đẹp lắm mấy chế ơi. Hồng đào 55 ngàn. 60kg 1m55 vừa không? Áo em mặc là chị không vừa rồi. Không có vừa cái áo sơ mi này rồi chứ ơi. Này em nói cái màu hồng đào đúng dễ thương luôn. À. 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 À ầm. Trời ăn ăn giặt thì ăn nhìn ăn ngon miệng dễ sợ không? Đút cháo vô nó làm giống như là hả ông? Như là hả? Giết nó vậy á. Rồi sơ mi em ai lấy phải không? Qua mẫu chó lẹ nha mấy bà nha. Sơ mi đẹp quá trời quá đất luôn mà có 55 ngàn à. Bà chế chê là thôi quăng quăng bên đi ngày mai lai. Ngó đúng không? Phương Huệ ơi ngó đúng không Phương Huệ? Mẹ lấy ngó ra về bán rồi hả? Ngó nó đẹp nè. Ngó 69 ngàn mấy chị ơi. Ngó LV giùm em luôn. Đẹp lắm mấy chị. Nhìn như hàng shop luôn thấy không? 69 ngàn một bộ cho em nha. Đây 69 ngàn dùm em, hiện tại là còn 3 màu hay 4 màu gì thôi à. Đó. Cái này em có được 2 màu 3 màu nha mấy bà, 3 màu 69 ngàn một bộ dùm em thôi, hết hàng rồi nè. Đẹp có màu trắng sang ghê luôn á. LV là in full hết. In full hết toàn bộ luôn, đằng trước đằng sau hết cho bà chế nha. Có 69 ngàn bộ giùm em thôi, xinh lắm mấy chị ơi. Đó. Màu trắng đẹp ha. Trời ơi, đẹp quá à. Nhung xăng lấy ngố trắng, trời hết pin nữa chứ. Thôi, mượn cục sạc hết pin rồi. Nhung xăng lấy ngố trắng nè. Để em mượn coi. Ngố cam sữa và lại ngố nâu tay mấy chị ơi. Ngố này đẹp lắm.
ship tận là em ship đồng giá 30 ngàn hết mấy chị, ở đâu cũng vậy hết á. Đây ha, rồi em có màu nè mấy chị nè, chốt giùm em nè. Rồi còn hai bộ nè, đẹp lắm, một cam với lại một hồng, một màu nâu tây, nâu tây đèn sang quá trời sang luôn. Đó, ai lấy chốt giùm em luôn nè. Rồi lên nóng khung. Sơ mi có mấy màu vậy chị hả? Giờ đợi chị chút xíu nha. Hồng Diệm Nguyễn lấy set nâu tay 69. Sơ mi với hả? Chị mới like qua luôn á. Em đợi chị chút xíu nha, để chị lên cái chị bỏ cái này lên xong đi rồi chị ấy cho. Ủa cái zoom đó con bé nó lấy rồi nó lên số điện thoại hả? Cái zoom á. Trời đủ má nó thiệt luôn. Nó được vậy luôn vậy. Cái dông quay qua chưa kịp vui luôn á. Chưa kịp vui luôn á. Ok nha Nguyễn Kiều Mỹ ơi. Áo dễ thương ha. Rồi chia sẻ lại cho em với bà ơi. Cái kẻ nó mất tiêu rồi trời, thôi kẻ đi. Hồi nay còn bộ nè, ai lấy chốt giùm em luôn, còn bộ ngố ha. Rồi lên tiếp giùm em luôn. Này ai da cái đầu mà chứ ai da nghỉ. Mấy bà mấy em kêu lên chịu mất tiêu rồi, áo sơ mi đúng không? Áo sơ mi hiện tại nè. Hồi nãy là có một màu đang mặc đúng không cơn, rồi màu đỏ nè. Đó, sơ mi 55 ngàn cái à. Màu hồng đào dễ thương nè. Màu xanh blueberry nè. Với lại màu hồng giùm em luôn, 55 ngàn. Nay cái bộ hai dây gì vậy Trang? Bộ hai dây hả chế? Hôm nay hình như em lai xong bộ hai dây rồi, hết bộ hai dây rồi. Hôm nay hết bộ hai dây luôn mà chế ơi, giờ còn đầm với áo không à. Nên pyjama. À, em lên áo thun em đang mang cho chị luôn nè, có ba màu giùm em như vậy ha. Áo thun in full trước sau đầy đủ. Rồi có áo thun này cho em. Siêu rẻ luôn mấy chị ơi, 45 nghìn. Màu trắng, màu vàng. Quần đang mặc 69kg không vừa đâu chị. Cái form quần thì chị tầm 58 cân độ về thôi. Mà nó có size giùm em mà hiện tại hết size L rồi, bây giờ S với M thôi à. Trời ơi, dễ thương quá. Ba màu, màu hồng ha, màu trắng, sơ mi hồng cho Nguyễn Nguyễn. Hồng cho Nguyễn Nguyễn nè. Ok. Rồi áo em đang mang có 3 màu hả mấy chị ha, 45 ngàn. 45 ngàn giùm em một áo nè. Tiếp luôn lên pyjama. À còn một mẫu cánh dơi nó quên luôn á trời. Em còn một mẫu cánh dơi nữa. Nè pyjama này giá rẻ nè mấy gái ơi. Sơ mi đỏ đổi cho chị thành hồng đào. Ok bà chị. Nè, đổi nè. Tiễn Thi nè. Bộ nâu đằng sau bao nhiêu vậy chị? 95 ngàn em. 95 ngàn set, nguyên set giùm chị ha. Trời ơi, cái bộ này dễ thương lắm mấy chị ơi. Cái này tay ngắn mấy chế. Tay ngắn thì xị giùm em là 53 ha, lẻ 65 ngàn bộ. Tay ngắn thì nó rẻ hơn tay dài một chút. Đó, cho mấy chị đẹp nào mà mình không thích mặc tay dài nè, thì mấy chị mua bộ tay ngắn này về ha. Bộ nâu đó em còn 1-2 bộ à gái ơi, lấy giùm em luôn đi. Đẹp lắm. Mà nó xuất sắc luôn, nay mở gì đâu mà chúng cái bộ nào nó cái nút nó cũng khó gà hết trơn á. Quần đang mang cho em xin cái size đi gái ơi, SML nè. À còn có SM hết L rồi. Quần đang mang 89 ngàn. Trời tao tức ghê luôn, cái ké nó mất tiêu nữa rồi nè. Mở cái bộ đồ gì đâu mà chán quá. Áo dịch trắng với nhung xoăn nè. Em nói áo này dễ thương lắm luôn á. Có 45 ngàn. Ôi lời, đúng rồi, có 45 ngàn mấy chị. Nè em mở con ba con cái form áo nè. Đúng xinh luôn á nè. Trời ơi, xinh quá. Mày nó cái nút gì đâu mà chán ghê luôn á.
áo mặc cho Nari siêu dễ thương luôn má ơi, bộ này siêu dễ thương nè mấy bà, bộ này siêu dễ thương luôn nè đó, thấy không trời ơi chết ngất luôn á mọi người, có túi hai bên hình trái tim luôn nha, Nari dịch trắng luôn, cao ái cao An Nhi lấy bộ áo đang mặc luôn. Rồi chốt giùm em mấy chị nha, bộ ngủ quá chị ơi, 65.000 một bộ giùm em thôi à, dễ thương lắm đó, 65.000 nha mấy bà, 58kg trở lại mặt đẹp giùm em luôn, quần nè mấy chị dễ thương chưa đó, xinh lắm mấy chị ơi đó. Em có màu ha, em lên màu luôn, màu cam sữa, màu xanh xanh min nè mấy chị, rồi xanh trời nha, màu hồng, màu đỏ, màu vàng, đây màu của nó đây mấy chị, xinh lắm luôn á, có 45.000 à, có lượng có 60 giá nhiêu con tiêu rồi, 65.000 thôi nha mấy bà nha, 65.000 một bộ giùm em thôi, pyjama cho mọi người dễ thương quá, trời ơi đẹp chưa, quần nè mấy chị 60 cân bao mặt giùm em luôn mà, form là siêu xuất sắc luôn, được chưa, 50 đỏ luôn lên nè à. Cái bộ này đẹp ghê luôn á trời, thêm xanh đậu luôn lên nè à. Bộ này là đúng tiêu chí là ngon bộ rẻ mấy chị ơi, rồi mở màu lên cho mấy bà gái coi nè, 65.000 giùm em thôi nha, rẻ bèo 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 bèo, yên tâm giùm em nè, màu đỏ đó chị. Xếp sau có một, còn có một màu thôi nha chị Hồng Diễm Nguyễn ơi, em còn có màu rồi chị, em hết luôn rồi, trời ơi đẹp ghê không đó, 60 cân luôn mấy chị ơi, bao mặt giùm em luôn mấy bà ơi, đẹp quá không. Rồi em lên màu lại một lần nữa cho em là màu đỏ nè khách ơi, bộ này đẹp quá trời quá đất, sỉ 53 giùm em nha, tay ngắn, cái này làm màu làm biến mặt lên luôn á. Quần đang mang 52kg mặc M là vừa nè. Lấy set nâu 95 cho Hồng Diễm Nguyễn. Xếp nâu 95 còn một bộ nè. Còn ba mấy người coi sao em sale đi trời. Rồi bộ này còn ai lấy nữa không? Không lấy nữa em qua mẫu nha. Bộ này đợi ngày mai lên like cho bà, bây giờ mệt quá à. Hết like nổi cái bộ này. Rồi áo đang mặc em còn 3 màu cho mấy chị, ai lấy chốt giùm em luôn. Rồi xả mấy má này là gọi điện không nghe máy ra nè. Ủa cái Phương Nguyễn này không phải nhắn tin cho mình hả? Hả? Con nhỏ Phương Nguyễn này nó không nghe máy hả? Để con Phương Nguyễn này lại đi nè. Có xếp ngố không chị? Có luôn. Hết hồng rồi. Không biết là không biết có ai mua một cái không nữa. Còn hàng mới nè, còn bộ gấu nữa. Lấy đồ gấu này, mình lấy đồ gấu này. Hồng Diễm Nguyễn, Hồng Diễm Nguyễn lên thông tin giùm chị. Cái này là gì? Cái gì? Hồ Tiên Nghĩa á. Còn bộ này, bộ gấu, bộ gấu không còn bên đi. Còn mấy mẫu mới nữa, còn một mẫu mới đó là chưa có lên được luôn á, chờ tóc tóc á.
tâm đang bán cái set này cho bằng được nè. Bộ gấu chị Nhung xoăn, bộ gấu 49.000 giùm em. Bộ gấu 49.000 giùm mấy chị. Xị cho em là 36 lẻ 49.000. Trời tức quá trời luôn, cái này mấy bữa nay còn chưa bán được luôn nè. Đẻ bữa giờ. Rẻ quá trời rẻ luôn á. Mấy bà này ngộ thiệt luôn á, bỏ công và thời gian đang ngồi coi livestream. Mà hả, thấy cuộc gọi nhỏ cũng không thèm gọi điện lại luôn. Cũng không thắc mắc luôn. Không phải. Mà em á, em mắc cười nhất là khúc này nè mấy chị. Áo đẹp không? Trời em nói cái xinh nó xuất sắc lắm. Em mắc cười, cái này mới mắc cười nè mọi người. Bên em gọi điện chốt đơn đúng không mấy bà? Hay lắm nha. Em quên em gọi điện chốt đơn rõ ràng luôn mấy bà. Mà không nhận được hàng, không thắc mắc luôn á. Biết sao không? Em gọi cho đã đời rồi đó. Cái em thấy mấy con nhỏ nó có tít màu tím á. Cái em đâu gửi đâu. Mà ví dụ nó không nhận được hàng, nó cũng không có thắc mắc là lý do gì sao. Nó không nhận được hàng luôn. Bà thấy không? Không thắc mắc, không quan mang luôn. Là chủ đích của nó là đã muốn bơm rồi. Chủ đích là muốn bơm luôn rồi đó nha mấy bà. Ừ. Trời ơi, chán đời không có, chị không hiểu luôn á. Rõ ràng mình gọi điện chốt đơn cho đã đời mà không nhận được hàng, cũng không thắc mắc luôn. Là chủ đích là nó đã muốn bơm em rồi đó. Cái này là nguyên set giùm em luôn, 79.000. Nguyên một set cho em luôn nha cả nhà nha. Ồ, cái set này con Phương mặc vô dễ thương lắm luôn nè. Áo hồng thì lấy quần trắng nha mấy chị. Lỡ like rồi thì lên luôn cái mẫu này luôn. Cái bộ này rất là đẹp luôn nè mấy chị ơi. Nè, áo màu hồng nha mọi người, là cái quần nó màu trắng như vậy giùm em. Đó, nguyên một set luôn có 79.000 giùm em thôi, xị 63 ha. Rồi, em đang mặc là màu xanh, là cái quần nó màu đen mấy chị. Và áo màu đen thì quần nó màu kem. Áo đen thì quần kem nè mấy chị, chốt theo màu áo giùm em ha. Rồi, em có set xanh nè mấy chị, set kem nè và set hồng. Đó, cái bộ này cho em ha mấy chị ha. Giá em này là 79.000 một bộ thôi. Là bao gồm một quần với một áo luôn. Tính ra là mấy chị mua là có 38.000 một cái à. 38-39.000 gì một bộ thôi, rất là rẻ luôn ha. Xinh ha. Đó, chất nè mấy chị. Áo là hàng bu rip giùm em nha. Áo gì à? Rồi, sẽ đang mặc chốt giùm em luôn nha mấy bà. Trời ơi, mua cái bộ kia mà bỏ lại cái uổng không. Ai đang xem like nhớ chia sẻ giùm em nha mấy chị nha. Trời ơi, nói thiệt cái này em không có hàng em bán đâu mấy chị ơi. Ủa, tên gì vậy? Ngọc Phương, Ngọc Phượng. Ngọc Phượng. Đừng làm khùng làm điên với em. 45.000. Cái gì? Là không lấy cái này hả? Có người đặt rồi. Đặt cái này có người lấy luôn hả? Ừ. Cái set xanh đang mặc cho Hồng Diệm Nguyễn. Set này đẹp ghê luôn á, rẻ nó có 79.000 à. Ai? Ai biết? Lấy 5 bộ đấu bỏ ra 5 bộ nè, còn lại 2 bộ này nè. À vậy hả? Rồi ngó 69.000 màu xanh nè mấy chị. Ngó 69.000 màu xanh giùm em nha mọi người nha. Ai lấy ngó 69, chút ngó 69 giùm em luôn. Một bộ duy nhất mấy chị ơi. Trời ơi, cái này không có hàng bán luôn nè má ơi á. 30 sản phẩm được xỉ nha em ơi. Ngô hồng, ngó xanh nè. Bộ này bỏ cho bé xỉ luôn. Hình chi bi á. Kibi. Trời ơi, mua thấy thương lắm mọi người ơi. Em nói là mua thấy thương lắm. Áo này mà mua nè mấy chị, ba cái ba màu là y như rằng à, y như rằng mấy chị ơi. Gọi điện thôi giờ nghe máy luôn. Rút đen 45.000 rồi thêm trắng nữa nè. Dữ dằn chưa. Trời ơi, giá Nguyễn Thị dành lắm nè.
đó, 45 ngàn giùm em rồi, cái này em sale 39 ngàn cho mấy chị luôn được không? 39 ngàn áo đen, áo trắng, áo nâu 39 ngàn mấy chị, bán tặng chị em mình luôn nè. Ai chưa có chốt giùm em liền 39 ngàn. Áo cổ vuông dáng dài nha khách, cái form này là form dáng dài giùm em luôn, nếu mấy chị mang mấy chị khỏi lo. Cái này em chỉ chốt cho những chị đẹp có chia sẻ live stream giùm em thôi nha, được chưa? Ai lấy chốt giùm em liền 39 ngàn. Đó, xuất sắc chưa? Trắng đen mà nu giùm em thôi. Yến Thi lấy nâu nè, 39 ngàn nha mọi người, đẹp quá. Cái con này là cái vải của nó, mấy chị 60 cân, mấy chị mang thoải mái luôn đó. Hôm qua em đặt một cái áo xanh chị mới cầm á, Thủy Hồng, có đơn chưa? Em đang mặc là nguyên set luôn, Uyên Jessica có 79 ngàn nguyên một set hả chế? Này cái này cái lưng thun giùm em ha, quần là quần có túi luôn, nguyên một set luôn có 79 ngàn à. Bộ em mặc còn set thể thao mấy set? 2 set hả? Thủy Hồng có áo xanh nha. Thôi hay không? 2 set 2 bộ luôn nè. Thủy Nguyễn nè, phải không? Đúng không anh? Mình đang vô có hỏi mình phải không? Chị vừa nãy lấy 2 bộ kêu có 2 bộ chừa cho em đó má. In phiếu đâu còn hỏi. Uyên Jessica nè, set đang mặc nè, đẹp quá trời luôn, sếp đang mặc đẹp lắm luôn, nó thiệt có 79 ngàn à. Áo là hàng thun Burip nha. Trời ơi, xỉu luôn trời, 95 mấy chị ơi, quá xuất sắc luôn. Trời ơi, Trang Đài Nguyễn nè, bà canh hay quá trời, 95 ngàn. Còn 2 màu nữa, sếp đang mặc toàn 2 màu như vậy nè gái ơi. Áo hồng quần trắng, áo đen quần nâu. Đó, sếp đang mang nè, còn 2 màu như vậy á. Rồi set này sale rẻ cho mấy chị luôn, 85 nè. Set cái quần nhung nè mấy chị, 85 ngàn giùm em. Đây, 85 ngàn. Xuất sắc chưa, không có hàng bán nữa. Làm thùng làm điên, thiệt luôn á. Đen 39 cho chị Nga Kim lên thông tin giùm em. Chị nào chưa có đơn lên thông tin giùm em nha khách ơi. Trời ơi, cái set thể thao Lâm Ngọc Diễm, xếp thể thao nè mấy chị ơi. Trời ơi, em nói thiệt em không có hàng em bán đâu mấy chị ơi. Ai? Ngân Kim lên thông tin giùm em. 85 cho chị Nguyễn Thị Kiều Trang. Nga Kim lên thông tin giùm em. 99 ngàn nữa bà. Đúng dễ thương luôn, bộ thể thao giùm em luôn. Trời ơi, xuất sắc luôn á trời. Màu đen nữa mấy chị ơi, quá trời dễ bận luôn. 99 ngàn. Nè ngố nè mấy bà, ngố này hiện tại em còn size M, L, XL nha mọi người, và 2XL giùm em luôn. 39 còn 2 đen cho em đi. Cái luôn. Set thể thao chị Ruby Đặng nè, 99 ngàn nè. Lấy trắng đen hả Mai Phương ơi? Áo lấy trắng đen phải không? Mai Phương áo lấy trắng đen chứ mà lấy cái đen. Ngố hát eo chị Nhung Xoăn luôn, có 79 ngàn cái ngố hả mấy chị? Ngố này chỉ có 79 ngàn cho em thôi nha mấy bà, 79 ngàn à. Đẹp lắm luôn. Em còn có XL à chị Xuân Sang ơi. Ơi quần em còn XL thôi là chứ ơi. Quần em chỉ còn XL thôi nha. Hồng Diệm Nguyễn còn XL thôi mọi người ơi. 79 ngàn một quần, 79 ngàn dùm em. XL là khoảng chừng 58kg rồi đó mấy bà, XL cũng bự lắm đó nha. Ok Mai Phương nè. Rồi ngố mấy chị ơi, ngố beo 69 ngàn nào trời, cái bộ ngố beo siêu xinh luôn. 69 ngàn bộ quá trời quá đất. Đây, ai lấy bộ 69, chốt bộ 69 dùm em luôn, ngố beo. Vậy hả chế, vậy không vừa rồi. Hồng Diệm Nguyễn XL nè.
eo là cũng bự lắm rồi đó nha. Tại vì cái vải này nó dạn dữ lắm luôn á. Ngó beo cho Hồng Diệm Nguyễn luôn. Sam Sam bữa hôm qua không có. Sam Sam lấy cái gì vậy? Hết rồi. Còn lọt lại cái mấy cái là Xuân ơi. Trời ơi má ơi, cái bộ đùi siêu phẩm mấy chị ơi, 55 ngàn nè mấy chị. Sam Sam hết 2XL rồi em ơi. Ừ, 69 ngàn. Rồi 55 nghìn giùm em mấy chị ơi. Đẹp quá. Gấu. Gấu 55 giùm em. Gấu trắng 55 ngàn. Trời ơi. Tên gì đây? Thị Trang, nãy có vô coi like không? Thị Trang vô coi like. Cậu có hỏi gì không? Hay là chốt đơn không vậy? Kêu lên số điện thoại lại không cho đúng không? Thì xả đơn ra chứ sao? Áo beo còn một cái 49 ngàn. Trời ơi, khách hàng tiềm năng bơm. Khách hàng tiềm năng bơm rất cao. Đâm ngủ. Lâu không tin mấy con này chưa? Cái gì? Xóa hết comment luôn. Hay vậy ta. Rồi đầm ngủ nha mấy chị nha. Có một con duy nhất thôi. Xe cho bà chế luôn 39 ngàn. Đầm ngủ giùm em. Mẫu mới hôm qua luôn 39 ngàn. Xỉu cái bà này thôi. Hàng này người ta không có bán á. Comment điên khủng chi vậy ta. Chị inbox em cho mượn tiền mua đồ nè. Xuất sắc chưa? Áo beo nè, chúc cho chị Mai Phương. Bộ này ngày hôm qua bán đâu có hàng bán đó mấy chị. Có 55 ngàn à. Ủa chi vậy ta? Nè 55 nghìn. Nhung xăng, chị Nhung xăng cái bộ này là xuất sắc luôn chị Nhung xăng. Bộ này rất là đẹp luôn em mới thiệt. Rất đẹp luôn á. 55 ngàn. Thư Nguyễn đi chưa? Thư Nguyễn hàng đi rồi. Này khỏi mở nha mấy chị, 95 ngàn. Này mà đặt rồi mà không nghe máy là quá uổng giùm cô gái. 95 ngàn set thơ sơ mi. Set sơ mi siêu phẩm 95 ngàn. 85 ngàn. 55 xanh là gì ta? 55 xanh còn bộ nào không trời? Chết mày gọi, chiêu mày gọi. Đặt 4-5 bộ rồi ấy hả? Giống như kiểu là hả? Ghét bà nó ghê luôn, lẽ không bán chứ trời. Xem đi hả, mới làm nhỏ qua trên mũi tốt á. Sao vậy? Ngó 95 dồn đơn cho Mỹ Hồng. Cái này là khỏi nói nhiều luôn á trời. Nga Kim 55 ngàn hết rồi chị ơi. Rồi 89 cánh dơ, 85 cánh dơ mấy chị ơi. 85 cánh dơ giùm em mọi người ơi. Đây 85 cánh dơ. Mua 4 xả 2 rồi đổi 1 đổi 2 đổi. Gì? Hả? Chắc mở ra kiệm hàng nữa, hàng tới phải mở ra kiệm nó mới được. Con bị phạt ba mẹ. Ba mẹ ơi, con đang bị phạt. Đúng nó nhận. Khó quá trời luôn chị ơi, khó quá à. Mấy ai? Má tiền. Sao nói được vậy vậy anh? Trời quá, anh nói vậy mà anh nói đúng mà anh còn nói lớn nữa. Trời quá trời trời luôn. Ngó mấy chị ơi. Ngó giùm em cho mấy bà sale luôn 65 ngàn. Có bộ một mà mấy chị ngó. 65 giùm em nha, sale luôn cho bà luôn. Trời ơi, cái bộ ngủ cánh dơi không ai lấy hết hả? Ngủ 65 thì chị Nhung xăng nè. Đây, cái bộ này có người lấy nè. À, má nó đòi lấy bộ này xong rồi không lấy nữa. Trời ơi. Siêu dễ thương luôn nha mấy chị. Bộ này là siêu dễ thương luôn á. Đó, 55 ngàn bộ giùm em thôi, sale luôn 49 ngàn luôn. 49 ngàn giùm em nha. Lê Ngọc Thủy Tiên xả chưa vậy? Kêu nó cọc tiền nó chưa cọc phải không?
Bộ ống le còn không chị, lấy màu gì em? Lấy màu gì? Tên tên bộ ống le. Có bận rồi đó Nguyễn Thị Bảo Trâm, vô like trước coi giùm chị nha. Rồi bộ Puma mấy chị ơi, sale luôn cho cả nhà luôn nè. Bộ này em sale bà chị luôn nè, 59.000 giùm em thôi. Puma giùm em nha mọi người. Bộ đùi nè, bộ loan giùm em luôn, sale giá rất là rẻ luôn, 59.000. Rồi loan vàng nè, loan hồng nè, loan đen nè mấy chị, và loan xanh nha mọi người nha, 59.000 một bộ loan giùm em thôi. Ok, Trâm lấy đen. Đây là với Phương. Sáu ba. Ngáo hả? Cứ quăng cho ai? Tội giá ăn chi? 79.000. Ghê quá, ca ca ghê quá. Chạy cho ca ca máy khóa luôn. Rồi em còn bộ thể thao bò đẹp nè mấy chị ơi, sale cho mọi người luôn nè. Trời ơi má ơi, cái bộ này sale rồi đó nha trời. Mà hỏi có một bộ xả cho em được không? Trời ơi trời, chán ghê luôn á. Ơi em nói nghe nè, em bán bộ này rẻ lắm luôn á mấy chị, có 79.000 à. Em bán bộ này có 79.000 à, nó hot quá chị, hot luôn nè mấy chị. Trời ơi. Đó. Trời ơi xinh chưa mấy chị? Em sale có 79.000 à. Mua được rồi mà còn xả đơn nữa nè, chán không? Thấy con đứng hậu chưa? Ba chị gãy rồi. Thấy con đứng hậu chưa ba? Nó ai phải áo khoác vợ, còn ở đây có áo khoác không vậy? Hôm nay. Rồi 79.000 giùm em nha mọi người nha, bò sữa. Bò sữa 79.000. Bán tặng với bà luôn rồi đó, mà mấy bà còn lấy vậy nó em xịt chút. Thỉnh thảo để bò sữa nè. Thảo đơn mới cho chị nha. Bộ loe là gì vậy chị? Bộ đùi ren còn không chị? Còn 49.000 à. Nãy chị có mặc lên, cái bộ này dễ thương lắm nè. 49.000 à trời. Bò 79 là quá giá rẻ. Đúng rồi, giá rẻ mà, tới đó chị sale mà. Nghĩ sao? Chén với bả ghê luôn vậy. Đây. Bò sữa 49.000. Ok chưa? Rồi bộ này bán tặng cho mấy chị luôn. 45.000 giùm em. Trời ơi hết pin rồi sao á. Rồi còn 1% giùm em hết pin luôn. Xui ghê. Cái đó màu gì? Cái đó màu gì?